chú vẫn muốn lấy phúc đức đúng không? Hả? Bây giờ chú vẫn muốn lấy lộc lộc bình phúc đức đúng không? Đây, chú đã muốn là thực ra mà nói này này, cái này là ông trưởng họ, ông ấy bảo là lau là rất khó. Bây giờ như cái này nhá, lau thì chú rửa luôn chứ không phải lau. Đấy. Nghĩa là bây giờ ví dụ khi mà chú đã kê lên 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 yên vị rồi đúng không? Thì bắt chú để cho cháu cái khăn ở bên dưới, rồi bắt đầu chú lấy cái bình xịt nước ấy. Đấy, chú xịt trực tiếp vào đây luôn là rửa, phát rửa trôi luôn. Đấy, nếu như mà chú đã thích mẫu này rồi, đấy thì chú cứ chọn vệ sinh nó không không khó đâu, chứ không phải là chú lấy cái khăn mà chú lau lau như này đâu. Nghĩa là chú lấy hẳn cái bình xịt nhỏ chú xịt vào đây luôn là rửa sạch. Còn bên có cả trơn đây thì chú thích trơn mà, thì chú lấy trơn. Mà thích gì? Chú thích ý là cháu ấy, ở đây có trơn đây, chú thích trơn thì chú lấy trơn, còn chú thích nổi thì chú lấy nổi. Đấy, thì là chú muốn là như thế này này, là chú là thích cái nổi thế này là nó đẹp. Đúng rồi, nhìn nhưng nhìn. Mà để mà cổ thì nó vẫn phải là cái loại trơn này. Đấy, đúng không ạ? Cái này nó trơn như thế này này. Đấy, trơn này có cả men dạn kiểu kiểu vẽ vẽ nữa. Ừ, cũng phải men dạn. Men dạn vẽ. Là trông có cổ. Nhưng mà nhìn này thì bộ đồ thờ của nhà chú đang bày là như nào? Đây này. Bộ đồ thờ của chú là màu xanh. Không, vàng. Đấy, màu xanh đây này. Đây trên đây này. À đấy là bát nhang. Đấy, bát nhang của chú là màu xanh. Đấy, ban thờ thì là toàn sơn son. Sơn son thiếp vàng. Ừ. Đấy. Nếu ban thờ này thì chú lấy cái màu này cũng đẹp. Còn không thì chú lấy sang màu xanh như thế này. Nếu như mà chơi được màu xanh này là đẹp nhất, nhưng mà ngân sách hơi cao thôi. Thì như cái này thì là bao nhiêu? Này 27 triệu một cặp. Bao nhiêu? 27 triệu. 27 triệu rồi. Vâng ạ. Chủ đấy thì nhìn đẹp đẹp chú ạ. Cái hàng khử này cái giá trị của nó cao. Ví dụ như cái hàng như cái hàng oxy này, từ chất đất chất men nó khác, nhưng hàng khử này chú nhìn nó trắng sáng tinh luôn này. Cái từ kể cả chú nhìn những cái bông hoa này đấy, nếu như mà ngân sách nhà mình thoải mái thì ví dụ như cháu tư vấn, cháu sẽ tư vấn chú là lấy cái loại khử này. Nếu như mà chú quan trọng về cái trưng bày ấy, thì chú lấy cái hàng khử này để bao nhiêu năm về, càng về sau cái giá trị nó vẫn cao, cái giá trị nó vẫn cao. Nó không như cái hàng oxy này. Hàng oxy này ví dụ như hàng oxy này cặp này có 6 triệu rưỡi thôi. Đấy. Đấy. Đấy, như cặp này kể cả sau này chú thay bát hương kiểu gì đấy nữa, nhưng cái cặp lục bình này vẫn như vậy. Đó là cái giá trị của nó vẫn cao. Còn đây như tứ cảnh này thì cũng là 6 triệu rưỡi. Anh em. 6 triệu rưỡi. 6 triệu rưỡi. Vâng, một cặp. 6 triệu rưỡi một cặp. Còn đây như hàng khử này là như hàng vẽ, không hàng thể kém được. Không kém được. 27 triệu không kém được, hàng đẹp hàng loại 1. Không thể kém được. Vâng. Chú ở đâu? Tớ thì là muốn mua đôi nữa đấy. Là đưa về bên Hà Nội. Vâng. Không, muốn mua một đôi nữa thì tớ đang nghĩ này, có thể là tớ đã nói với chị cháu rồi. Vâng. Là bảo là cũng là mua bán nhưng mà cũng là đồ kỹ. Vâng. Mà thực ra mà nói để mà tinh xảo mà để mà kỹ thì làm sao bằng thợ được. Vâng. Thế cho nên là nói cho nó đúng là tớ chả biết gì về vấn đề sứ giết này đâu. Đấy.
Cái đôi này thì là bao nhiêu? Đôi này 31 triệu. 31 triệu. Đắt hơn. Là còn đắt hơn cái đôi bộ kia. Nó cái riêng cái hàng vẽ tay là theo vẽ nhá. Ví dụ cùng là tứ cảnh này, nhưng có những nhà ở Bát Tràng, có những nhà sản xuất cái phân khúc hàng cao hơn nữa cũng có, hơn 40 triệu một cặp cũng có. Hơn 50 triệu một cặp cũng có. Phân khúc của từng nhà. Hàng khử thì không bao giờ có chuyện là mười mấy triệu một cặp hàng khử. Phân khúc cao cấp hơn này cũng có chú nhá. Đây ví dụ như đôi này dòng vẽ vàng này. Cái này là vẽ vàng đấy thôi. Và còn chú thích cổ truyền thì chú lấy cái hàng này. Còn cái vẽ vàng này thì ví dụ nhà người ta kiểu người ta thích kiểu chơi, người ta vừa bày thì người ta chơi vẽ vàng. Chú thích cái không gian như chú vừa cho cháu xem thì cháu thấy chú phù hợp cái này. Vâng. Thì thực ra mà nói này này, chú lại rất thích cổ. Vâng. Đấy. Nếu mà cổ chuẩn nó phải là men lam như thế này, gọi là men lam cổ. Cái này chú nhìn nhá, cái này chú nhìn cái nền sứ nó hơi xanh xanh nhẹ giờ nhờ nhờ cái này. Nó không phải là trắng bốp hẳn lên. Chú nhìn nó hơi xanh xanh nhờ chưa? Đây gọi là men lam cổ. Gọi là men lam cổ, chú nhìn cái nền nó hơi xanh xanh này. Gọi là men lam, nó hơi xanh rong một chút. Nó kết hợp với cái sứ trắng này thì nhìn cảm giác nó như kiểu là ngọc. Đây còn nhìn đây, cái loại này nó lại loại khác nữa. Nó nhiều lắm. Như dòng này, chú nhìn xem nó có chú nhìn xem nó có khác với cái này không? Chú nhìn cái nền sứ có khác không? Chẳng khác. Không khác á? Đúng không? Chú nhìn không, nó hơi nhạt hơn. Dạ. Hơi nhạt hơn đúng không? Cái này xanh hơn. Cái này xanh à, cái màu nền này gì? Vâng, chú nhìn cái màu nền này đang xanh hơn, nhưng mà thực chất là do cái men nó xanh hơn. À. Thực chất nó là cái men nó xanh. Đấy. Còn bản thân đất thì cái nào nó sẽ là màu trắng. À, ừ. Rồi còn cái màu của nó là màu xanh của cái men. Cái này là vẽ cũng là vẽ tay. Ừ. Đây cháu soi cho chú thử xem, nhìn thử cái chất hàng sứ trắng. Đây cháu quay cho chú xem. Chú nhìn thấy chưa? Ừ. Chú nhìn nó như ngọc chưa? Ừ. Đấy. Đây còn cháu lại thử cho chú xem cái hàng này để đấy, cho lên là đây cháu thử cho chú xem cái này để chú nhìn để chú biết được là tại sao nó lại có nhiều loại đất như thế chứ không phải là nó có một hai loại đất đâu, nhiều lắm. Đây cũng là khử nhá, đây cũng là khử này. Đấy, ví dụ như đây cũng là khử nhưng mà chú nhìn cái ánh sáng nó có ít hơn không, nhìn thấy chưa, cũng là khử đây này nhưng mà ánh sáng nó quá ít, nó khác nhau chất đất. Nhưng mà đây là cháu đang thử cho chú trên dòng vẽ thôi. Ừ. Chứ còn ví dụ như hàng đắp nổi là bắt buộc lại phải dùng cái đất khác. Ừ. Thế còn cái này thì 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ạ. Triệu tư ạ. Vâng ạ, vâng. Cháu biết rồi, chị dặn cháu rồi mà. Vâng ạ. Thế bác có muốn tí nữa cháu chở lồng mình về luôn hay gì? Chở luôn đúng không? Vâng, cháu gọi xe luôn. Nó giao cặp lồng mình cho khách hàng liền. Đây, sau một lúc chọn thì bác đã lựa chọn cặp lục bình này. Sau này bác di chuyển là bác nhớ là một chân mình giữ ở cái chân của nó, còn mình vần lúc nào vần lên trên miệng nhé, lúc nào vần ở trên miệng, đừng có cầm kéo ở giữa thân mình nó đổ đấy. Một mình làm là cứ ở cầm trên miệng này vần. Vâng. Cháu bảo là đến xây nhà như thế. Vâng. Biết 4:15 ở Hà Nội, 4:15 sáng lại ở quê đi, đến lên con hàng
cứ đi xe máy thế này. Thì... bác cứ đi xe máy như này. Ừ. Cứ đi xe máy, nhưng mà đi xe xe đi. Vâng. Còn xe này là mình đi nó nhẹ nhàng thôi. Vâng. Thì mình còn chở thứ. Vâng. Không đi không qua chẳng không biết được mà êm. Anh ấy anh ấy chở được hai đôi như này cơ, chở hai đôi như này cơ. Quen này đúng không, làm cái gì nói quen này nhé. À nhưng mà đồng chí phải cho cái giấy địa chỉ. Vâng cháu có. Anh chờ em chút em lấy cái túi bóng bịt trên miệng không về lại dốc nước ạ, đến mệt. Bịt lại ông sợ mưa, đi đường mưa rồi vào đây về dốc nước nặng nhọc. Vâng ạ. Vâng. Ok. Rồi, cảm ơn chú nhá. Không, chú thanh toán hết rồi. Địa chỉ đây này, anh chụp cái địa chỉ lại cho em. Đít của cháu là đít 00. Vâng ạ. Có gì là chú có vấn đề gì thì chú điện. Vâng ạ. Bên đây thì cái điện chẳng bên lại có thể là chú đây chụp lại là tuyên bố chú sang mua cái đồ kia mà. Vâng, thì là chú điện trước chẳng hạn như thế. Anh chụp anh toàn phải lau ở cam đi, cam anh nó bẩn này, nên là nó không bị mờ. Ôi chú cảm ơn chú. Vâng ạ. Thế nữa về đây thì anh cứ kê lên cho chú hộ của em nhé. Chân trống kìa. Rồi. Đi về với chủ nhá. Rồi, chào cảm ơn chú ạ. Chào chú ạ. Vâng ạ.